Tờ South China Morning Post đưa tin lực lượng không quân và bộ binh Israel ngày 14 tháng 5 đã tiến hành một cuộc tấn công dồn dập vào dải Gaza, nơi lực lượng Hamas đang nắm quyền kiểm soát, bất chấp lời kêu gọi giảm leo thang xung đột của quốc tế. Trong một tuyên bố ngắn gọn, quân đội Israel cho biết máy bay và lực lượng bộ binh của Israel đang thực hiện một cuộc tấn công ở dải Gaza. Tuy tuyên bố không nêu rõ chi tiết, song các phóng viên chuyên theo tình hình quân sự của Israel cho biết đây không phải là một cuộc tấn công trên bộ, mà quân đội Israel đang bắn pháo từ phía biên giới của Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 13 tháng 5 cho biết chiến dịch này sẽ mất nhiều thời gian hơn. Các quan chức của Israel tuyên bố lực lượng Hamas bị giáng một đòn răn đe mạnh trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào được đưa ra. Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 109 người đã thiệt mạng ở dải Gaza, trong đó có 29 trẻ em. Chỉ riêng trong ngày 13 tháng 5, 52 người Palestine đã thiệt mạng trong khu vực này, còn là con số cao nhất trong một ngày kể từ hôm 10 tháng 5. Giới chức Israel cho biết 7 người dân Israel đã thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ tuần tra biên giới Gaza, 5 thường dân Israel, trong đó có 2 trẻ em và một công dân Ấn Độ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.